chào tất cả các thành viên của Toy Station, đặc biệt là những tín đồ về ACTOY, thương hiệu của tôi ơi. Ngày hôm nay trong tập này, anh Khoai Tây hy vọng sẽ truyền được tới các bạn một cái cảm giác hào hứng, vui mừng và rất tự hào về những món đồ chơi ACTOY mà chúng ta sắp sửa review một cách rất là chi tiết trong ngày hôm nay. Ok, dành cho những bạn nào lần đầu tiên đến với Toy Station và chưa biết chuyện gì xảy ra, thì Toy Station chính là một kênh YouTube mà mình, anh Khoai Tây, chuyên làm về những content review về đồ chơi sưu tập. Đặc biệt là mình có một đam mê lớn với art toy, đồ chơi nghệ thuật. Các bạn cứ tưởng tượng nó giống như là những cái tác phẩm, những cái bức tranh vậy đó. Nhưng mà thay vì được vẽ trên giấy, trên một cái khung vuông vức, thì nó lại được thể hiện lên những nhân vật đồ chơi, chứa đựng những cái concept, những cái ý tưởng của những bạn nghệ sĩ. Rồi, tuy nhiên thì cái thị trường về art toy ở Việt Nam của chúng ta thật sự là nó đang rất là chưa có phát triển bằng nước ngoài. Cho nên là các bạn cũng thấy là mình làm rất là nhiều dòng đồ chơi art toy nhưng mà chủ yếu sẽ đến từ nước ngoài. Hiếm hoi lắm mình mới bắt gặp được một số những cái dòng art toy mà gọi là made in Việt Nam. Nhưng mà cuối cùng trong tập trước, cái tập này nè, mình đã có dịp đi đến một cái sự kiện chỉ diễn ra trong vòng đúng có một ngày thôi, nhưng mà cái sự kiện đó đã hội tụ rất là nhiều những cái studio, những cái bạn trẻ Việt Nam có chung một cái đam mê về art toy. Và cũng không cần phải đắn đo suy nghĩ nhiều, mình đã mua những cái món art toy ở đây. Made in Vietnam by Vietnamese artist 100%. Lần đầu tiên có một cái video tổng hợp như thế này ở trên kênh Toy Station. Rất là tự hào các bạn ơi. Ok, thì hôm nay như các bạn đang thấy thì chúng ta sẽ có 3 dòng đồ chơi đến từ 3 studio khác nhau. Đầu tiên là dòng Muro đến từ Toy Jam. Tiếp theo là một dòng đến từ Nấm Clay Artwork, một nhân vật phải gọi là siêu dễ thương và huyền bí nằm trong chiếc hộp này. Cuối cùng, bé khủng long Boda đến từ Iku Toy Studio. Thực ra thì vẫn còn một món nữa đến từ Bakia, nhưng mà cái món đó thì mình phải pre-order trước, và cái thời gian để mà bên Bakia họ có thể hoàn thiện và chỉnh chu cái món đó, customize riêng cho một phiên bản của Toy Station, thì nó cũng hơi mất thời gian các bạn. Cộng thêm một việc nữa đó là bên Bakia họ cũng đã liên lạc trực tiếp với mình và chia sẻ về nói chung là nó có một cái khúc mắc, một cái khó khăn họ đang vướng phải, kiểu là do về nguyên vật liệu rồi tình hình Covid, nói chung là một cái lý do mà cũng khá là chính đáng và không có nằm trong cái tiệm kiểm soát của họ. Thì bên Bakia họ cũng đã trao đổi trực tiếp với mình và mình hoàn toàn hiểu cái điều đó, cho nên là mình rất là thông cảm. Những thứ chất lượng xịn sò luôn cần thời gian để mà hoàn thiện các bạn ạ. Với lại cái việc chờ đợi của mình với một cái món đồ chơi nào đó thì nó cũng đã quá quen thuộc rồi. Điển hình như là bên Hot Toy, mình có order một em Iron Man. Tính tới nay là cũng đã hơn 1 năm 2 tháng chờ đợi rồi. Vẫn chưa thấy tin tức gì hết. Nhưng mà wow, Covid, dịch rồi khó khăn này nọ, chúng ta cũng phải thông cảm và kiên nhẫn chờ đợi các studio cũng như là các artist. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu unbox tất cả những hộp này và để xem thế giới art toy, đồ chơi nghệ thuật của Việt Nam của chúng ta đang ở đâu. Let's go. Đầu tiên, chúng ta có hai pack của nhân vật Muro. Tên đầy đủ của dòng này là Five Elements Muro. Đến từ Toy Jam, một studio rất trẻ, vừa mới được thành lập vào đầu năm 2020. Và nếu như anh Khoai Tây không lầm thì series Muro này được Toy Jam debut ra với một số lượng cực kỳ có hạn. Hình như thôi nha, mỗi phiên bản như này chỉ có 2 em thôi đúng không? Bạn nào ở bên Toy Jam xác nhận ở bên dưới comment giùm anh với. Rồi, cái concept của cái dòng này thì cái chữ Muro là nó lấy từ chữ mushroom, cũng có nghĩa là nấm. Five elements có nghĩa là 5 cái nguyên tố: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, kiểu như là những thứ cơ bản nhất để tạo nên thiên nhiên. Thì đây, ở cái hình artwork đằng trước hộp các bạn cũng sẽ thấy là có 5 em nhân vật đứng ha, và cái em nhân vật đứng ở chính giữa là cái mà chúng ta sẽ có trong cái hộp này. Tuy nhiên thì hôm đó thì mình cũng không có lấy đủ bộ 5 em mà chỉ lấy 2 em, Muro mộc và Muro lửa. Trước hết đi ha, đầu tiên về mặt packaging, cái bao bì ở bên ngoài đựng của một em như thế này, thì các bạn có thể thấy là nó đang ở một cái dạng gọi là thô sơ nhất. Đó là làm bằng hộp cạc tông, được cắt và gấp tay như thế này. Một cái hình dáng artwork có phủ một cái lớp coat mờ ở ngay đằng trước. Và simple như vậy thôi. Một cái cảm giác nó rất là, gọi là sao ta? Nó rất là handmade, nó rất là thủ công, nó rất là local đó các bạn. Một cái cảm giác rất là lạ, rất là khác so với tất cả những cái sản phẩm art toy mà cho những công ty lớn họ đã làm công nghiệp và hoành tráng như là Pop Mart hoặc là Tokidoki hoặc là even là Bear Brick. Ok, rồi, để mở ra bên trong nhé. Here we go. Thực ra bí mật là cái này là mình đã thấy các bạn tận tay đóng gói rồi các bạn, cho nên là cũng không phải là bất ngờ đâu. Nhưng mà cái mình giả sử đây là một cái sản phẩm hoàn thiện khi mà các bạn order. Đấy, có một cái sticker của Toy Jam. Cái này hình như là cái logo của các bạn bên Toy Jam luôn thì phải. Hình như nó đang vậy đúng không ta? Alright. Và các bạn có thể thấy là cái nhân vật Muro này chúng ta có thể lắp ráp được ha. Đấy,
Oh wow, cái này là cái mũ của em nấm nè, gọi là cái phần mũ nấm á các bạn. Một chữ đầu tiên nặng, được à? Được. Và chắc chắn là chúng ta sẽ gắn vào như thế này. Ok, gắn vào hơi khó ha, nhưng mà để xem nào. Ok, yeah, đây, được. Hình như đúng là sẽ xoay xoay như thế này. Rồi, ở đằng sau thì chúng ta sẽ có một cái ba lô các bạn, giống như là một cái backpack. Có thêm một em nấm baby nữa. Và mình sẽ gắn vào như vậy. Ok. Ok. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta có em Muro Mộc. Chưa nói sâu về mặt concept, cái cảm nhận đầu tiên của mình khi mà cầm em này lên là rất thích các bạn ơi. Nó cực kỳ nặng tay, làm bằng chất liệu nhựa resin, được đúc đặc luôn nha các bạn. Đấy. Chất lượng của cái lớp sơn finish bên ngoài, mướt, phải gọi là từ là mướt, mướt mát đấy. Bề mặt nó có một cái độ bóng nhất định ha. Và sờ vào cái phần, đây cái phần thân các bạn, phần thân là sờ vào đã nhất. Có vẻ như là nó không có bóng bằng cái phần cánh tay và phần cái backpack nè. Nhưng mà cảm giác rất là tuyệt vời. Đấy. Và theo như chia sẻ của bạn artist mẹ đẻ của Muro thì em này hoàn toàn là được sơn 100% thủ công. Và mình đánh giá cực kỳ cao phần nước sơn hoàn thiện của em này. Gần như là các chi tiết rất sắc nét, không có bị lem, sơn rất là chắc tay nhá. Quan trọng nhất là phần mắt nè các bạn. Cái mắt mà nó lem là nhìn là biết liền. À, cửa sổ của tâm hồn mà. Rồi đây, những em nấm nhỏ cũng vậy. Ok. Cái viền nấm này rất là dễ lem nè. Nhưng mà các bạn bên Toy Jam cũng đã làm rất tốt. Ok. Nếu mà gọi là vạch những chiếc lá để tìm con sâu á, thì có thể mình sẽ feedback cái chỗ này. Nó hơi bị dính một tí sơn màu xanh á ha. Đây, ngay cái phần lông mày này cũng vậy. Nhưng mà cái chỗ này mình nghĩ là do cái khâu handle ở cái phần sau, chứ không phải là do ở cái khâu sơn. Giống như khi mà các bạn cầm nắm vô đó, đây, cái nó bị hơi lem ra. Cái việc này nó cũng thường xảy ra, thậm chí là đối với những hãng lớn cơ. Rồi, tiếp theo thì ở phần tay mình thấy là em này có khớp. Đấy, có thể đưa lên như vai. Đưa đằng trước ra các bạn. Rất là thú vị luôn, bởi vì cái tạo hình của cái cây nấm này, cái phần tay á, nó nằm ở ngay ngang cái phần mắt luôn. Nhìn nó rất là thú vị nha. Khi mà chúng ta đưa cái phần tay này lên từ 90 độ trở lên á, thì em nó giữ được cái vị trí của tay. Nhưng mà còn từ 90 độ trở xuống thì nó sẽ bị lỏng như vậy các bạn. Đưa đằng sau xem nào. Ok, đưa đằng sau từ đây là nó bắt đầu nó cứng nè. Ví dụ như vì một lý do nào đó các bạn có thể tạo hình cho em này đang bước đi thì là ok ha. Nói chung là nó bị một cái biên độ ngay từ góc phần tư ở cái khúc ở đằng trước này nè. Là cái tay nó bị lỏng. Thực ra thì cái chi tiết này nó cũng sẽ thuộc vào hàng vạch lá tìm sâu thôi. Mình nghĩ nó cũng ok rồi. Bởi vì khi mà các bạn chân thì các bạn thường là một là sẽ chân em nó tay nó xuôi xuống như vậy. Hai là chúng ta sẽ dơ hẳn lên 90 độ ha. Đó, thì thấy như gỗ. Rất là ok mà. Tiếp theo về phần bàn chân. Rất là thích cái tạo hình của cái bàn chân nè các bạn. Mỗi bàn có ba cái ngón chân và có cái độ to ở cái đầu ngón nè. Trông rất là dễ thương, rất là phù hợp và rất là hay đối với em này. Bởi vì tổng thể thì em Muro này rất là nặng, đặc biệt là ở cái phần mũ nấm nè các bạn. Nếu như cái bàn chân này các bạn thiết kế một cách nào đó, cái tiết diện của tổng hai bàn chân nó không có đủ lớn thì em này chắc chắn sẽ không có đứng vững được các bạn, mà mình chân nó sẽ ngoẻo ngoẻo. Rồi lỡ đụng tay vô bàn cái này nó sẽ đổ ha. Nhưng mà không, em này được thiết kế rất tốt, đã được tính toán về cái mặt đó. Đặc biệt là có nguyên một cái phần backpack rất là nặng ở đằng sau này nữa các bạn. Thậm chí bây giờ cái chân của em này nó... Nếu mà chỉ cần cái tiết diện của hai bàn chân này nó nhỏ hơn một chút xíu thôi, thì các bạn thấy không? Đó, nó sẽ rất là dễ đổ. Còn cái này thì mình đẩy ra đằng sau hẳn như vậy, đó, thì nó mới đổ. Ở bên dưới bàn chân phải của em Muro thì có logo của Toy Jam. Ở chân trái thì có cái chữ Toy Jam luôn. Và được khắc chìm vào nha các bạn. Đây, đây các bạn có thể xem ha. Ok, wow. Chia sẻ thật với các bạn luôn là cái cảm giác của mình đối với cái em Muro này khi mà ở cái showcase nó không có được ấn tượng như là bây giờ. Mình đã được cầm nắm và kiểu nhìn rất là kỹ cảm giác trên tay các bạn. Về mặt concept và format thì các bạn cũng đã làm rất là tốt. Các bạn đã tạo nên một series của những em nấm, cụ thể là 5 em nấm ha. À mà hình như là có thêm một em thứ 6 nữa thì phải, là em UFO ấy, là nấm UFO các bạn. Mới đầu cũng tính mua em đó rồi, nhưng mà thôi, mình cứ quyết định với em Mộc với Hỏa này. Thì mình có thể tưởng tượng là một nhà sưu tập nào đó sau khi đã xem thật là kỹ và sở hữu một em nấm Muro này, chắc chắn họ sẽ rất là tò mò, muốn xem coi là bên Toy Jam, bạn nghệ sĩ ra sẽ làm gì với những cái nguyên tố còn lại. Đó, cho nên là bây giờ chúng ta sẽ mở em Hỏa này ra luôn nha. Ok, cái hộp thì nó cũng giống như vậy thôi. Thiết kế artwork khác, theo theme đỏ của em Hỏa đứng đằng trước.
go. Thêm một cái sticker nữa. Ui, cái em nấm nhỏ này như nó rời ra được luôn mọi người. Ok. Gắn lại, đơn giản thôi. Đấy, một cái format ba lô tương tự. Ok, xin giới thiệu cho các bạn Muro Hỏa. Cảm giác đầu tiên của em hỏa này thì có vẻ như hình như thôi các bạn, hình như là em nó nhẹ hơn em mộc này khoảng chừng vài gram hoặc là vài chục gram gì đấy. Vẫn là bằng chất liệu nhựa resin đúc đặc, cầm nặng tay nè, nhưng mà mình nghĩ là do cái thiết kế của cái mũ nấm này nè ha. Đây, của cái em mộc này thì nó nhiều cái cục nhỏ vậy, cho nên là nó nặng hơn một chút xí. Các bạn có thể dễ dàng thấy là những em Muro này có chung một cái phần mát và cái phần body, chân tay này nọ. Tất nhiên là cái về cái phần nước sơn rồi thiết kế nó phải khác rồi. Nhưng mà có một cái mình cũng đánh giá rất là cao, đó là mỗi em này tuy chung phần mát nhưng mà nó có một cái highlight riêng nằm ở cái phần mũ nấm, là một cái khuôn khác. Bởi vì mình nghĩ là cái này các bạn sẽ có một cái option, đó là làm thành hình một cái mũ nấm nó dễ hơn, nó cong, nó bầu bầu như vậy nè. Rồi sau đó thì các bạn chỉ việc là sơn những cái họa tiết nó khác thôi. Nhưng không, ở đây thì Toy Jam đã thiết kế hẳn 5 cái mũ nấm khác nhau cho 5 em. Và mình cực kỳ đánh giá cao cái phần này. Cho các bạn xem chính diện khuôn mặt của bạn Hỏa này. Đấy. Lông mày 3 lớp ha, râu 3 lớp ha. Và ánh mắt có vẻ như là câu có hơn nhiều các bạn. Thường thì như là lửa rồi màu đỏ nó tượng trưng cho sự giận dữ câu có này nọ. Cũng hợp lý. Và để kỹ thì các bạn thấy là cái nước sơn của em này nó tạo được một khối, bởi vì nó được phun màu kiểu dạng ombre, đi từ đỏ rất là rực tươi xuống dưới nó hơi sậm ở bên dưới nè. Đó, ngay phần tay và chân cũng vậy. Cái ba lô đằng sau rồi cái ông nấm ông đù. Xíu dưới luôn các bạn. Trời ơi, ông này cũng đang khóc nữa. Giờ mình mới để ý chứ. Đây nè, ông này cũng vậy. Gớt nước mắt luôn các bạn. Đây, còn trên cái phần mũ nấm của em này rất là thú vị nha. Có những cái viên đá ở xung quanh. Và cái này thì chắc chắn là nhìn nó giống như là một cái núi lửa. Và đây là những cái lava nó đang tuôn trào ra các bạn. Cái phần này hình như là nó là phạt riêng hay là phạt chung vô rồi ta. Các bạn hoàn thiện cái phần lava này mình nhìn cũng rất là thích. Đấy. Ở bên dưới chân em này thì cũng có logo và chữ của Toy Jam. Whoop. Đó, các bạn thấy không? Chiếu à, đây mình có một cái đèn UV nè. Đấy, mình chiếu lên. Thì các bạn thấy là những cái chi tiết lava rồi cam, những cái phần mà gọi là cái màu đỏ rực nó highlight á. Cái em nấm đằng sau này cũng được sáng lên luôn các bạn. Thì nói chính xác hơn thì cái này không phải là dạ quang nha các bạn, bởi vì nó không có phát sáng sau khi mà chúng ta tắt đèn được, mà chỉ là nó phản quang thôi. Đặc biệt là với đèn tím, đèn UV ấy. Mà các bạn thấy không, nó giống như là nó rực lên luôn ấy, rất là đẹp, cũng khô. Em mộc này thì không có nè. Ok, Five Elements Muro đến từ Toy Jam. Phải nói là amazing. Good job các bạn. Không, thực sự là mình đã rất là ấn tượng với lại cái tổng thể, cái concept, cái format của em nhân vật Muro. Và đặc biệt là phần hoàn thiện. Các bạn đã làm cho mình có được một cái cảm giác đó là đã khi mà sờ vào những em này. Nghe nó hơi sai một tí, nhưng mà các bạn hiểu ý mình mà, đúng không? Cuối cùng thì nếu như có một cái cơ hội vạch lá tìm sâu và có thể gọi là nâng tầm của cái dòng này hơn nữa, thì mình xin phép cho các bạn một số những góp ý. Đầu tiên đó là đến từ cái phần packaging. Thì một cái packaging đơn giản hộp như thế này, mang hơi hướng handmade local. Nhưng mà trong tương lai xa, nếu như các bạn muốn phát triển lâu dài và lớn mạnh hơn nữa, thì khâu thiết kế bao bì cũng sẽ đáng để mà đầu tư thêm, tạo cho khách hàng, người sưu tập một cái cảm giác ngay từ lúc cầm cái hộp, trải nghiệm mở hộp và kể cả là cái bao bì đựng cái em Muro này. Rồi thêm một điểm nữa thì nó nằm ở em nhân vật. Cái lý thuyết này thì mình nghĩ là các bạn cũng đã nghe nhiều rồi. Đó là đẳng cấp nó nằm ở tiểu tiết. Thậm chí là ở những cái tiểu tiết mà các bạn có thể nghĩ là người dùng, người sưu tập người ta sẽ không có nhìn tới đâu. Như là cái chỗ góc nhựa này của trên đầu em Muro ha. Thì đẩy nắp lại thì nó không ra vấn đề gì rồi, nhưng mà gỡ ra nè. Thì đó, nó chỉ có những cái đường sơn nó lem hoặc là nó bị dính dơ gì đấy. Hoặc là những cái đường sim nhựa như thế này ha, ở cái phần nhựa trắng. Ví dụ như ngay từ đầu là các bạn đóng gói em này ở trong một cái hộp mút, và cái ý tưởng đó là cái phần nắp nấm này nè, nó không có gỡ ra được. Thì ok, cái phần đó nói chung là mình không cần quan tâm đến. Nhưng mà ở đây thì các bạn đang muốn cho người sưu tập người ta có cái cảm giác là lắp ráp ha.
thì chắc chắn người ta sẽ nhìn vào những cái phần này, người ta sẽ để ý những cái phần này. Oops. Và đôi khi các bạn làm mà rất là tốt ở bên dưới rồi, chỉ có một cái lỗi nhỏ gì đó ở trên đây, hoặc là một cái điểm nó không có đẹp mắt gì ở trên đây, nó sẽ kéo theo cái tổng quan, cái cảm nhận. Đấy. Đấy, thì các bạn đừng hiểu lầm, cái này là mình chê, không không phải là chê, mà cái này rõ ràng là vạch lá tìm sâu và là những cái góp ý để mà có thể các bạn đưa em này nó từ 9.5 lên nửa điểm còn lại lên 10 luôn. Đó, các bạn hiểu không? Nhưng mà nói gì nói, Five Elements Mural đối với mình, đây, xứng đáng được gọi là art toy made in Vietnam. So proud, rất tự hào. Tiếp theo, chúng ta có một chiếc hộp huyền bí. Bên trong có chứa một loại vật bí huyền. Đấy. Cái hộp này nó làm bằng gỗ luôn nha các bạn. Kiểu như là ván ép ấy. Cũng không có nặng như là các bạn nghĩ đâu. Nhưng mà một lần nữa là một cái cảm giác nó rất là handmade, rồi nó rất là thủ công. Và thực sự nó là như vậy mà. Ok, có một cái khóa kim lại ở đây. Chúng ta sẽ mở ra như vậy. Đấy. Here we go. Wow. Đây nha, theo như cái cách đóng gói thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái vụn gỗ đó, những cái mạt gỗ. Ok. Và wow, đây là em nhân vật mà chính mình đã chọn. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ha, em này được sinh ra lần đầu ở Toy Station các bạn. Ok, trước khi nói gì thêm nữa thì cho các bạn xem một vòng của em này nhé. Rắc một ít vụn gỗ ở đây cho em nó ngồi lên. Yeah. Rồi các bạn ơi, đây là một dòng art toy được làm bằng chất liệu là đất sét, một loại đất sét Nhật cao cấp nha, chứ không phải là đất sét ngẫu nhiên. Một sản phẩm đến từ nấm Claywork Studio. Theo mình được biết thì được thành lập cách đây cũng khá lâu rồi, vào năm 2012, bởi một bạn nữ nghệ sĩ có nghệ danh là Nấm. Hình tượng các tác phẩm nhân vật của Nấm thường lấy ý tưởng từ những em quái vật. À không, nói đúng hơn là những em thú mà không có thật ngoài đời, kiểu như là không có xác định rõ được nó là cái con gì hay con gì các bạn. Một sinh vật trong tưởng tượng. Với tạo hình dễ thương thì nghệ sĩ muốn truyền tải những niềm vui đến các bạn sở hữu các tác phẩm này. Và trong cái buổi showcase đó mình cũng đã trao đổi với cái bạn đại diện đứng ở cái quầy của Nấm Claywork. Theo mình được biết thì hiện tại em này nó chưa có một cái tên chính thức các bạn, nhưng mà nó có rất là nhiều những cái phiên bản, những cái màu khác nhau, những cái tiểu tiết thiết kế khác nhau. Bản thân em này thì mình thấy rất là bắt mắt và đúng cái gu màu mà mình thích, đó là bảy sắc cầu vồng. Đây, nhưng mà các bạn thấy là được sơn rất là đẹp nha. Mình thấy rất là nhiều những cái thể loại gọi là kỹ thuật sơn nè, rồi dặm nè, rồi mình không biết rõ là như thế nào, nhưng mà nói chung là rất là hay, tạo ra được một cái độ chuyển ha. Đây, từ cam đỏ sang vàng, xanh, rồi tím nè ha. Được nhấn nhá bởi những cái chi tiết trắng, những cái đốm đốm này nè. Wow, dọc cái sống lưng này luôn. Nhìn kỹ các bạn xem nha. Em này nó có một cái sống lưng ha. Rất là đẹp, rất là đẹp. Để xem em nó có... Không, ok, không có tay, chân, không có gì hết. Tính ra em này duỗi ra thì cũng khá là giống con đuông dừa ha. À, nhớ rồi, các bạn biết là mình nhìn em này là mình rất là liên tưởng tới một Pokemon Vaporeon vậy đó. Yeah, giống giống vậy. Tất nhiên là khác màu này nọ, nhưng mà liên tưởng. Nhưng mà cái điểm đầu tiên mà mình bị hút bởi em này không phải là cái màu sắc, mà chính là cái cặp mắt các bạn. Đấy, mình không hiểu là cái cặp mắt của em này nó được làm bằng cái gì ta. Nó giống như là sứ hay là cái gì ấy. Nó rất là bóng, và các bạn xem là cái con ngươi ha. Hai màu xanh và cam, rồi những cái đường gân ở trong cái mắt á. Wow, nói chung là cái phần mắt này rất là được cố tình mà thể hiện và chăm chút tới từng cái khe ha. Rồi không biết là nó phải bằng sứ thì hay không, hoặc là hay là nó có một cái lớp coat bóng. Cảm giác cái mắt em này nó rất là ướt át, chuẩn bị khóc tới nơi các bạn. Nói chung là rất là ấn tượng bởi cái đôi mắt cửa sổ tâm hồn mà. Rồi nhìn kỹ ở đây thì xen lẫn giữa những cái phần lá hoặc là lông vũ ở trên đầu này nè, mình sẽ thấy có hai cái phần tai này ha, và ở đằng sau hai cái tai nó sẽ là hai cái cặp sừng. Và cái cặp sừng này trông giống như là một cái vỏ sò hay là đất sét luôn ta, hình như là đất sét luôn ấy. Nhưng mà cảm giác rất là giống như là cái sừng thật. Và phải nói là cái chất liệu đất sét này nó hay thật nha các bạn. Các bạn có thể thấy là những cái lá này nè, nó rất là mỏng, nhưng mà khi mà nó khô lại á, nó giữ được cái tạo hình. Quá hay.
nguyên cả một cái phần đầu rồi cái phần đuôi này nè các bạn. Từng cái miếng lá này là đều được làm thủ công hết ha. Đấy. Chỉ có cái là có thể là mình cái đòi hỏi của mình nó hơi quá cao, nhưng mà ước chi cái phần đế này nè cũng được hoàn thiện giống như là trên này luôn, giống như là nó tạo ra một cái cảm giác là bàn này là có thật nha các bạn, chứ không phải là để chân lên thì cái phần này nó bị che thì không cần làm, kiểu như vậy. Đấy. Và theo mình được biết thì em này cũng lấy ý tưởng từ một em nhân vật gốc, đó là nàng lá, kiểu là nó có một cái tông màu nâu đất rồi lá khô kiểu vậy đó các bạn. Và không biết là trong tương lai xa thì nấm Claywork có dự định làm phát triển cho cái dòng này nó thành một cái dòng chỉnh chu chính thức hay không, nhưng mà hiện tại thì mình thấy là nó rất là tuyệt vời. Và thật sự là khi mà nhìn vào cái tác phẩm này, mình có một cái cảm giác giống như là lạc vào cái xứ sở thần tiên các bạn, cái thần tiên của trí tưởng tượng. À, với lại cũng lưu ý với các bạn lại một lần nữa, đó là những cái tác phẩm này nó được làm bằng đất sét Nhật, chứ không phải là bằng những cái loại nhựa thông thường, ví dụ như là dòng Muro. Thì cho nên là nó sẽ đòi hỏi một cái độ bảo quản nhất định. Nó cũng không phải là khó khăn lắm đâu, nhưng mà kiểu như là chúng ta không thể nào mà tùy tiện làm văng nước lên hay là như thế nào đó các bạn, thì nó sẽ bị dễ hư ha. Đó. Như là độ ẩm nữa, nơi mà có độ ẩm hoặc là nhiệt độ quá cao thì cũng không được. Ok, và đây thì mình tạm gọi đây là nàng lá đi, nàng lá cầu vồng đến từ nấm Claywork. Amazing, good job. Thôi. Và cuối cùng, đây là sản phẩm Art Toy made in Việt Nam mà mình thích nhất trong tập này các bạn. Các bạn biết sao mình thích không? Bởi vì mình được tặng các bạn. Free. Đó, gì chứ là tặng quà là mình thích các bạn, ai cũng vậy chứ đúng không? Rất cảm ơn và shout out tới Vũ ha. Bên IQ đã đại diện tặng cho mình bạn này. Giỡn thôi nha. Thực ra thì nếu như hôm đó Vũ không có đại diện IQ để tặng mình em khủng long này thì mình cũng chắc chắn chủ động đi vào lựa một em Boda, một cái mẫu Boda nào đó, bởi vì mình thấy là có một số những cái mẫu khác nhau nữa. Đó, rồi mình sẽ mua và vẫn đem về tập này review như thường. Nha, cũng khá là bất ngờ khi mà được tặng. Cho nên nhưng mà bù lại thì mình cũng không biết được là mình sẽ nhận được một cái phiên bản nào của Boda ở trong đây. Mà từ hôm đó tới hôm nay thì cái hộp này mình chưa có mở seal đâu nha các bạn, còn seal 100%. Rồi, cho các bạn xem thiết kế của cái bao bì này. Đấy. Phong cách hộp cạc tông đơn giản, có một cái stripe artwork ở đây. Hello human, nghe nói trứng rắn cần mở, bắp cần bờ, phê không cần cá, cần bầu đà kha. Hey, lưu ý với các bạn nha, cái concept của em khủng long Boda này thì nó hàm chứa hai nghĩa, nghĩa bên ngoài và nghĩa bên trong. Tuy nhiên thì để giữ cho kênh Toy Station được rating PG thì mình chỉ xin phép được review và nhấn nhá về bên ngoài thôi nha. Rồi, là ở bên dưới nè, how to use. Một lá khi đói rồi hối hận khi no. Một hạt giống tốt để bạn nhận ra không phải cái gì được quảng cáo cũng là sự thật. Và hình cuối cùng là đoán xem ai sẽ luôn bên bạn khi một mình. Và một cái hướng dẫn sử dụng thật là dễ hiểu và so deep. Nó amazing, good job. Nói chứ tôi hiểu đó nha. Tôi hiểu đó nha. Đây, chúng ta sẽ gỡ cái stripe này ra. Và có một cái seal ở đây. Logo của Ikus Toy Studio. Cũng là một em khủng long luôn nha các bạn. And 1, 2, 3. Có một cái postcard giấy bìa cứng nè. Đó, in cũng đẹp nữa. Great. Và bên trong này chúng ta có tiếp là một cái đoạn comic strip các bạn. Boda bị bồ đá. À, ok. Để đây, chúng coi sao. À, có thêm ý. Cái này xịn sò vậy? Xịn sò vậy? Một cái thẻ nhựa các bạn ơi. Thẻ cho bạn ưu đãi giảm 5% toàn bộ sản phẩm khi mua hàng tại Iku Studio. Thẻ không có giá trị cộng dồn với các chương trình khuyến mại khác. Sử dụng thẻ này vào ngày sinh nhật sẽ được giảm 8% toàn bộ sản phẩm. Ồ, em Act Toy Boda này nó cũng giống như một cái voucher các bạn. Mua một em là được thẻ giảm giá, được giảm giá trọn đời luôn nè. Đúng không? Cái này tại không thấy có ngày hết hạn. Ý, có. Tháng 11 năm 2021. Hợp lý. Giảm giá trọn đời. Chết studio. Đây, ta có một cái sticker. Thêm một cái sticker tròn. Và cái đuôi của em Boda. Ít cái này là cái bộ gai sống lưng chứ nhỉ. Để riêng hả? Ok. Wow, chu choa. Wow, em này nó nặng thật luôn mọi người.
cái này 1 ký ông ta hay là 1 ký mấy không? Không, trời, nó nặng thật luôn. Đây là một tác phẩm art toy nặng nhất mà mình được cầm trên tay nha các bạn. Kiểu là một cái piece á. Phải không ta? Từ trước giờ mình có cái con nào mà nó bự mà nó nặng giống vậy không ta? Không các bạn, con này là lần đầu tiên luôn. Wow, cái cảm giác nặng thiệt. Và Vũ cũng chia sẻ cho mình thì cái con này là nó bằng resin. Yeah, đúc khuôn resin. Và yeah, 100% đặc các bạn. Sơn tay này nọ ha, ok, cái đó thì mình không nói đi. Nhưng mà wow, lần này cứ chịu chơi à. Resin đặc mà kích thước như vậy, chuẩn luôn. Rồi cái sống lưng này, ừ, nghi à ngang, nghi à. Tôi để vô mà nó snap một cái là tôi sướng à. Vô. Oh my gosh, no way. Oh trời ơi, tôi nói thiệt với bạn, da gà nó nổi lên. Trời, nó sướng. Oh my gosh, đúng thật luôn các bạn. Nó phê liền. Wow. Mình không ok, không dự cái điều này các bạn, mình không dự được cái điều này. Các bạn đang nói mình làm quá đi. Ok fine, mình thích làm quá các bạn, bởi vì bất ngờ thiệt. Wow. Đây, làm lại cho các bạn coi nè. Mốt bình thường chưa phê, mốt phê. Trời, nó đã gì đâu á. Trước khi tiếp tục thì cho các bạn xem một vòng 360 độ của em Boda nhé. Hôm trước khi mà đi showcase thì mình cũng đã cầm nắm một cái phiên bản mẫu của em này rồi. Rồi cũng thấy là trong cái một số những cái hình teaser các bạn sản xuất. Rồi cũng biết được là cái phần cái gai sống lưng của em khủng long này nè, là nó có thể tách rời ra được. Và mình nghĩ là ok thì nó sẽ gắn lại được các bạn như những cái từ trước tới giờ mà mình vẫn chơi thôi. Những cái ạc thôi mà mình vẫn chơi thôi. Nhưng mà về cái phần mà ở đây nó có 3 cái nam châm rồi nó có thể snap được cái phần này vào. No way, không expect được cái chuyện đó luôn. Nếu như những bạn nào mà có chơi sưu tầm tượng nhiều ấy, ví dụ như là những cái tượng 7 viên ngọc rồng này nọ, ở cái size rất là khủng nha các bạn, thì thường á, những cái studio họ mới đầu tư cái chức năng nam châm. Còn với những cái mẫu art toy mà nó nhỏ, rất hiếm, kể cả là trên toàn thế giới luôn, mà người một cái hãng đó họ đầu tư có nam châm. Và ở đây, ngay mẻ đầu tiên của Iku cho ra lò Boda. Và đúng thiệt, các bạn quảng cáo đúng thiệt, phê. Wow, đâu để coi cái này nó có ngược lại được không ta. Cái này mình hơi nghịch rồi nhưng mà ok. Ủa, cái này cũng hay nè, nhưng mà cái này nó phê hơi ngược rồi. Ok. Cái câu chuyện đằng sau của em Boda này nó được mình xin được phép trích như sau. Đây là một ngôi sao đang lên, sở dĩ chưa lên được là do hơi bị quá cân. Yeah. Gánh vác trên lưng không phải gió sương mà là trách nhiệm mang niềm vui tâm hồn đến cho nhân loại. Chúng ta cùng chào đón Boda the Herb Dino, bé khủng long hệ thảo mộc, đi theo phương châm sống một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, kèm theo mong muốn lan tỏa tình yêu thương thiên nhiên vô bờ bến. Tất cả những điều đó và một số những âm mưu nhỏ không đáng kể đến đã kết hợp và sinh ra nhân vật của chính ngày hôm nay, Boda. Rồi đó, thì cái ý nghĩa ở bên ngoài của em này nó là như vậy. Còn bạn nào mà đủ tuổi rồi thì chắc chắn sẽ hiểu cái ý nghĩa nó sâu xa hơn ha. Còn bây giờ thì mình sẽ tiếp tục với cái phần chất liệu, phần sơn, cũng như là nhắc lại một lần nữa về cái chức năng này. Wow, rất rất nặng chứ không phải là cầm hơi nặng tay đã nữa các bạn. Rất nặng. Em này có một cái monotone chủ đạo là xanh lá cây nhạt, nhấn ở đôi mắt là có cái tròng trắng màu đỏ, những cái đốm xanh lá cây đậm xung quanh người. Riêng cái phần sống gai lưng này ha, có mấy cái chiếc lá này nè, thì được sơn một cái màu ombre, kiểu là nó gradient, nó chuyển lên. Và chi tiết hơi hướng thiết kế thì em này có một cái thiết kế chung là nó hơi cartoonish, kiểu là nó hơi hoạt hình nè các bạn. Mọi thứ đều được đơn giản hóa xuống, tạo nên một cái sự chubby rất là dễ thương. Cái phần mà hội tụ nhiều chi tiết nhất thì chắc chắn là cái phần cái khuôn mặt của em này rồi, các bạn thấy không? Phần má nè ha, rồi cái phần nhấn vào của cái phần mõm, rồi mũi nữa. Đó. Mà nhìn nãy giờ thì các bạn thấy là em này nó
Nó giống như mình dùng từ gì ta? Dùng từ là bóng mở đấy. Rất là phù hợp với lại cái thể trạng của em này. À, trời ơi, hai cái tay đang đứng ôm cái bụng nè. So cute. Ở bên dưới thì cái phần đuôi ngay khúc này nó có một cái chỗ vạt ngang. Nó đã tính toán để mà để lên cái mặt phẳng chung với lại cái phần hai bàn chân. Và với cái thiết kế tiết diện của hai cái chân rồi cái đuôi như vậy thì vẫn khỏi nói rồi các bạn. Bao luôn, rất khó đổ. Nói chung thì về tổng thể thì Emboda này cũng có một cái thiết kế khá là an toàn rồi. Cũng khó mà có thể bị mắc lỗi ở đâu được. Tuy nhiên, lại một lần nữa, nếu như có vạch lá tìm sâu thì mình cũng chỉ có thể feedback ở những cái chỗ ví dụ như là cái phần móng tay nó hơi nó lem lem tí tí ha. Hoặc là cái phần dao của cái phần tay với lại cái phần bụng này nè. Nói thiệt với các bạn luôn là các bạn phải soi như mình thì mới thấy, còn nhìn xa xa thì không sao đâu. Hoặc là ở bên dưới phần bàn chân, đây, chỗ này. Hoặc là thường có một cái thói quen mà những người sưu tầm người ta thường hay có, đó là người ta hay lật cái em này lên á. Thì rõ ràng là hai cái phần bàn chân của em này nó rất là lớn. Nó cũng là một cái đất để mà các bạn có thể sáng tạo một cái gì đó ở đây. Giống như là cái cách mà Toy Jam đã làm với những em Muro ban đầu ở cái phần chân ha. Kiểu nó có logo hoặc là gì đó. Nói chung là tùy sức sáng tạo của các bạn thôi. Bên cạnh đó thì em Boda này cũng đi kèm với một số những cái print out. Nhìn cũng khá là thú vị. Đây để xem nào. Boda bị bồ đá. Ok. Có thể là cái câu chuyện. Hồi xưa có một chú khủng long tên là Boda. Đang yên đang lành thì bị bồ đá. Chia tay đi. Tại sao vậy em? Cô ấy dùng những lời lẽ nặng nề để khiến bồ đà bị tổn thương. Anh quá vô dụng. Nói đúng xin đừng nói to. Cậu ấy buồn bã chạy vào một ngọn núi gần đó. Chiều hoàng hôn buông, Boda doesn't find. Đây là Boda, đây là núi lửa. Cậu buồn bã chạy vào một ngọn núi gần đó. Đội, ý nhầm, buồn quá. Hồ hồ hồ. Và rồi cậu ngủ thiếp đi chỉ vài triệu năm. Bất chợt tỉnh dậy, cậu bàng hoàng nhận ra đã có cả một rừng sắn mọc ở trên người mình. Và cậu chính là nguồn gốc tạo nên loại sắn ngon bậc nhất hiện tại mang đến cho. đây là hai cái sticker mà nãy mình đã cho các bạn xem. Cái thẻ nữa ha, thẻ này hay nè. Và cuối cùng là một cái print out, một cái dạng như cái postcard như thế này. Và mình nghĩ là nếu như các bạn muốn thì có thể hoàn toàn trưng cái postcard này ở đằng sau với lại em Boda. Đúng không? Ở một cái góc nào đó. Vâng thưa các bạn, và nếu như có một bạn bè quốc tế nào đó hỏi các bạn: Yo hey man, what you call for our toe in Vietnam yo? Dịch ra là yo, ở nước của yo Việt Nam có những hãng ạc toy nào? Thì các bạn hãy đừng ngại ngừng gì mà pass họ cái link của video này. Đồng thời hãy cổ vũ họ bấm vào cái nút like đó, bấm subscribe, share các thứ, các thể loại luôn các bạn. Và tự tin trả lời với họ rằng đây là Art Toy in Vietnam. Yeah, man. Yeah. Thật chứ mình rất vui các bạn. Cái cảm giác của mình rất là vui. Mặc dù tốn rất là nhiều tiền cho cái đống này, nhưng mà yeah, rất là vui. Bởi vì thứ nhất là cái công sức của mình gây dựng kênh Toy Station qua 4 năm vừa rồi, để cho đến ngày hôm nay có cơ hội để được giới thiệu với các bạn một cái đam mê thực sự của mình dành cho Art Toy. Và điều thứ hai đó là mình rất tự hào khi được chính tay review những món đồ chơi Art Toy made in Vietnam 100% bởi những bạn trẻ rất là tài năng và rất là đam mê nữa, kiểu đam mê còn hơn mình nữa các bạn, kiểu respect với các bạn. Ok, thì giờ dành cho mình đã quan tâm, cũng giống như là video trước, mình cũng sẽ để những cái thông tin mà các bạn có thể tìm hiểu thêm về Toy Jam nè ha, về nấm Claywork hoặc là về Iku Bakia nữa, nhưng mà chưa xuất hiện như tập này, một tập trong tương lai. Hoặc là Tiju cũng vậy, thì các bạn cũng đã biết đến Tiju khá nhiều rồi ha, bởi vì mình cũng đã làm một vài những video. Ok, và chắc chắn thì trong tương lai sẽ còn những tập tương tự như thế này nữa. Hy vọng là các bạn cũng sẽ quan tâm và theo dõi ủng hộ ha. Rồi, còn bây giờ thì như thường lệ, nếu như đã thích video này thì các bạn hãy cho tôi một like, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe để đừng bỏ lỡ bất kỳ một tập nào của Toy Station. Ok, tôi sẽ trở lại trong những video thật thú vị kỳ sau về đồ chơi nữa. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt. Ông Bồ Đà ông lại đây với tôi. Trời ơi.